Quý khán giả thân mến, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nội dung của buổi chiều ngày hôm nay. Như sáng nay các bạn biết đấy, Long có đến chở gạo cho bà. Bà thì ở nhà trông nom nhà cửa cho hai cháu đi cắt. Chào em. Cắt cỏ bò để chăn bò. Sau đó là buổi chiều ngày hôm nay thì bà mới lên trên này để trông nom vật liệu cũng như là anh em xây dựng làm được. Buổi sáng hôm nay Long nói đấy, có cô Quyên đang sinh sống ở Hải Dương có gửi tặng bà 20 kg gạo, cộng còn dư ra 300.000 đồng thì Long cũng muốn đưa tiền mặt cho bà để bà có một chút tiền bà mua cái đó cái kia. Đang làm công trình này thì cô cần cái việc gì thì bà sẽ mua, thì em Sùng bảo với bà như vậy nhé. Cô Quyên ở Hải Dương. Bà giữ đấy, cần chi tiêu việc gì thì là chiều ngay thì tiếp tục thôi. Anh em đào móng xong thì sẽ đổ bê tông móng. Còn đường bên kia thì vẫn tiếp tục làm như vậy các bạn nhé. Chở cái gì đâu ấy bố? Hả? Đi thu ngô. À đi thu ngô à? Thế cái con nó bị đứt tay kia thì hôm bác sĩ có dặn hôm nào đi khám lại không? Có tưởng nhiều tôi tay có chắc là khá tuổi cho tao. Thế thì sao đấy? Xem của nó một khăn à? Thế thì hả? Không nói em lên em thấy nó không đi rồi. Bờ nó đứt lìa mất 3 ngón tay này. Hôm trước em lên em đưa cho 1 triệu. Thì bảo là hôm nào phải đi khám lại xem có bị nhiễm trùng hay gì không. Thế từ hôm đấy là mở tay ra chưa? Mở băng tạp gạt ra chưa? Mà bây giờ nó cứ khó một tí rồi. Khô rồi gì? Thế không nhiễm trùng là tốt rồi. Từ hôm đấy giờ mở cái băng gạt ra lần nào, vệ sinh lần nào chưa? Mở cái băng tay ấy. Cho phải phải đi tới cái phải tờ. Khay à. Ờ, mình cái tờ khay đó này. Khay sao sao giảng được mà. Cái sao khay sao mà. Ờ, hộ bộ môn chủ cái cái gì mà khay à, mua chuẩn thật đánh qua đây. Sáng tối là lấy giờ tròn được tôi. Vẫn thay thuốc các thứ gì. Ừ, thế tốt. Để ý nhá, không nó mà nhiễm trùng nó hoại tử là hỏng đấy. Ừ. Buổi trưa này không nghỉ vẫn đi thu ngô thông trưa luôn ha. Khổ, tiếng phổ thông thì không sõi. Nuôi ba con, xong nuôi ba đứa cháu nữa. Một mẹ già, một vợ không tiếng phổ thông. Nhà cửa thì sắp muốn đổ cái nơi rồi. Thôi đi làm đi. Làm thông trưa luôn. Có xa không, lương có xa không? Xa. Ừ. Chú cúng giải hạn với cả cũng tổ chức bữa cơm để cho con trai mai đi làm xa. Cái em mà đeo khuyên tai mà Long cứ hay trêu là tán gái đấy. Đây này. Vâng. Mọi người vào đi. Bà vào đi. Bà vào lò mó đi. Cái trẻ nhỏ đây một mâm bên ngoài này, ngoài cửa. Cô vào đi cô. Vào đi. Trẻ nhỏ, úi giời. Trẻ nhỏ ăn mâm này. Cô đang đem thịt này, đem thịt ra, kiếm miếng thịt con gà chặt cho to to ra một chút, phát cho mỗi cháu một miếng cho to, ngồi ăn mèn mén với nhau này. Chị này lúc nào cũng trông em nhỉ, ngoan quá. Ở đây thì bản làng cái nhà sát sát nhau là tình cảm lắm. Có công có việc gì đều có nhau hết. Công to việc lớn gì có nhau hết. Mọi người ở trong này. Thầy Mo cũng làm xong công việc rồi không? Ừ. Ngồi đi, chú ngồi đi.
hơi ăn cơm nghỉ ngơi với bà con một chút, xong chiều đóng tiếp tục ghi hình quá trình xây dựng nhà giúp ba và cháu các bạn nhé. Anh Lành đào xong móng hết rồi, đang ráp một lượt đá đây, còn thiếu khá là nhiều đá. Buổi chiều ngày hôm nay anh em sẽ đi phá đá thêm để đổ móng. Xây móng đá thì quá là chắc rồi. Ngày trước em ở Yên Bái không có đá, phải xây bằng móng gạch ấy. Xây móng gạch thì tốn gạch lắm. Cái cây này to đấy mà lại gỗ thì không ăn thua nhỉ. Làm như kiểu cây sữa cái xiếc gì. Vành rõ to. Ba anh em phá đá đây. Trên kia nhiều đá mồ côi không phá trên kia. Không, con cũng không được con bữa. Muốn to là thiệt hả? Mát nhé. Hay là trời nắng lên đây làm cái võng thì nằm mát đấy. Đây giờ. Đây, lấy cua rộng đấy. đúng rồi, con này cua hơi gấp nhỉ. Chở một xe được 3 can. 3 can là 60 lít đấy. Ở đây thì cũng tương đối là tiện nước. Lấy nước ngay ở chỗ cái nhà mới xây này lên đây. Ở đấy này có lần nước à? Đấy nó có khe à? Ngay đấy nó có khe nhỉ, không có cây cối gì mà có khe mới giỏi nhỉ. Quay trở lại với giai đoạn 2 của cung đường đèo gió Lũng Mả. Bên kia làm nhà ba bà cháu thì anh Lành với anh em vẫn đang đập tập kết đá cho đủ đi để mai đổ móng một thể. Cuối giờ chiều mát mát như này làm đỡ này. Đấy, mặt trời nó xuống rồi. Mặt trời xuống sau cái hàng cây thông này. Chứ còn ở bên kia vẫn nắng lắm các bạn kìa. Bên kia sườn núi vẫn nắng rát kinh khủng. Mưa này xong nắng này khó chịu. Hay là người mình ốm thế nhỉ. Bột đá tập kết xuống đến đây rồi. Chiều nay Long đã gọi xe rồi. Chiều nay họ sẽ chở lên một xe nữa đủ. Ây da, ba này ba khỏe đấy nhỉ. Một mình chinh chiến chở nước. Còn rộng đấy. Bên kia còn hẹp hơn đấy. Bên mình còn rộng rộng một tí. Này vì rộng 2 mét còn gì. Ừ,
cái này vẫn còn cái cua này rộng đấy. Nào cái cua này rộng rộng ra. Thế nhưng mà tả hôm nào chỗ này toàn cua. Không tránh được nhau nhỉ. Cái cua này mở rộng ra. Cái này phải đến 2 mét luôn, cua rộng. Đúng rồi. Nào thì quá đảm bảo. Có một cái hầu đây cái sợ đó. Ô mà mấy chú sạc công mà tập ba mua nhiều to tiệm nhiều xăng đấy. Chú trả là con có chơi hầu công mất rồi. Lâu lắm. Ô công mất thân là mẫu thế. Mẫu thân là phi lan đâu phi này. Thất lắm mà con sao chơi hầu công mất rồi. Thất lắm. Thấy là ô tạm hay là ô tạm hay ô tiền. Chú Phứ thì chuyên đi kẹp cua pha, trưởng bản đấy. Bữa trước thì chú đang giai đoạn 1, mọi người cứ thắc mắc chú Phứ đâu mà đợt đấy chú đang uống thuốc. Chú đang uống thuốc thì đến giai đoạn 2 này chú mới tham gia để giả công cho bà con được. Vừa hôm nọ là tổng kết xong mới ngưng thuốc. Lăng nhanh nhưng nó nữa. Lăng nhưng mà thương văn hẻ. Lớp có lỏ chắc đem không nó hơi dậy. Làm đúng chỗ nắng nhỉ. Ngay dưới kia nó dâm mới dậy chưa làm tới được. Cái nền đất ở trên kia nhà anh là làm để đấy mấy lấy cho con ở à? Đâu, không phải mà là em. Người đất đi. Làm cái đào cái sân này. Làm cái sân gì á? Rồi, sau này mình có này, thì làm nhà mà to. Mà kia nó thóc cơ ngô đó. À. Và phát xong mới thóc còn nữa là phát xong. Làm cái sân to thế. Vâng. Nghe không phải cái khẩu. Cái gì cây nữa. Trong cao dừa hả? Cái cục cua. Cục cua quá đẹp. Lái xe đây vì xuống số 1 các bạn đã đi một mình hay đi hai người xuống số 1. Ôm cua rộng ở đây. Đổ. Mới cua lên được. Bác nào chỉ cần đi lên đây đi được cung đường đèo gió này thôi là có thể thi được bằng lái xe 100 trên 100 điểm luôn. Các chú anh thì có kỹ thuật hơn nên là trộn đổ, còn các chị em đây thì đảo, sáng nay thì dồn vật liệu vào tải, dồn xong rồi lên đây hỗ trợ đảo vỡ. Các bạn thấy không, đổ xi trắng lên bột đá trắng này mà xi màu xanh lẹt này luôn này. Quá đảm bảo luôn. Tha hồ chắc chắn. Đợt bão lũ vừa rồi mà những cái đường nhựa, đường chính quốc lộ cái thứ mà nó bung hết lên mà cái đường đèo gió giai đoạn 1 của mình không ảnh hưởng gì. Chính tỏ là kết cấu là cũng khá đảm bảo đúng không?
他那门是被烤的，太厉害。你上那套路做哪弄事？别怕，你提啥？放着嘛，提啥玩意？提什么？提什么？悄悄给了。Dừng xe đây ngay, dừng xe nghỉ làm công nước đã. Vâng, một chuyến. Chờ chuyến nữa. Vâng. Chú Phú ơi, chú Phú à, chú Phú ơi, cháu mua nước cái giải khát này, chú bảo mọi người nghỉ tay một tí xuống cho mát mát này uống nước. Có nước nhưng mà mua một hai lo nhưng mà chỉ đây. Có cả cái cháu nhá. Đây. Có. Có như là lạnh. Khát khô hết mồm.
Ui dồi ôi. Anh này nhiệt tình kêu anh đi chậm thôi, em sợ quá anh đi nhanh ngã đấy. Nhiệt tình quá. Anh ấy làm là như tên lửa ấy, dựng uống nước đã. Dựng cái gì là nhanh. Là cái gì là nhanh bọn này? Cứ từ từ thôi, bình tĩnh. Mọi người làm chậm của anh ấy cuống quýt lên anh ấy thúc. Đúng rồi, hai tay nhỉ. Yeah. Chẳng có đủ cốc đâu. Không, không có hai cốc thì anh em mở ra uống chung nhau được, tu chung được nhỉ. Không ai bệnh gì đâu nhỉ. Mấy chị em xuống đây. Mấy chị em xuống đây uống nước. Nước tủ lạnh nó còn mát. Anh uống. Đâu còn sao à? Sao được cua? Còn đang cỏ nhà cỏ mới mới ra mà mua. Chú uống nước chú. Uống nước. Anh uống đi. Lấy nhìn trời mưa cỏ, sao chú cút rồi? Sao nhìn mỏi đi ta? Ê, chẳng mấy chị em ngại quá. Cầm cả chai uống đi cho nó dễ. À, dừng tay đây, uống đi cho nó mát đã. Một tí để tủ lạnh thì nó ấy, nó nóng. Ây da. Có mỗi thôi chiều tối nó mát mát một tí thì lại phải về gắt cỏ nhỉ, nghỉ về. Má đi đó. Chú, mình cho xin. Thế mày thấy kiểu chú mông ba thế hả? Cô chú trông đã nói, anh chú lạc trông để to. Ủa, để phải lâu rồi coi, thấy ra thế thì biết là chẳng. Có ổn mà cái gì mà lót lên trâu thôi mà. Thế nữa, xe giống như là. Thế là sạch đùa. Không thì được bên đó. Không được bên đó mà. Thế kìa. Không thì được bên đó. Con chả có cái mảng cá đó chứ mà. Cả lớp cơ. Cái này cái này cái này cái lấy đâu tìm đâu nên gọt phân sao mà biết một chút tin đâu mà nó giả tìm đâu mà nó giả nó tìm đâu nó tìm đâu tua tao thì tua tao à nó thật bóng nó chứ khó cái
lấy một ống một lít cao đây, ống một là. Lọc lọc xe ấy. Vào nó xuống rồi mà. Anh em lấy nước ở đây. Ta mà. À, lấy lần nước lấy tận ở trên khu vực rừng già bên trên kia kéo lần xuống. Long ấy tưởng vào lấy từ trong này ra thì làm gì có nguồn nước. Ra nó kéo từ trên kia xuống. Đợt vừa rồi nó xảy ra mấy trận bão mưa lớn đấy, thì những cái lần nước ở bên trên cao kia nó vẫn còn tích trữ lại. Bây giờ đang hút kia, bây giờ nó hết kia. Hết rồi à? Ví dụ nắng cứ khoảng tuần, hai tuần là hết nước rồi nhỉ? Để trong bà con ở trên vùng cao này là cái nước là cái thiếu thốn, khá là thiếu. Toàn dùng nước mưa là chính các bạn ạ. Tranh thủ những cái trận mưa lớn thì sẽ tận dụng cái nước lần này. Mưa lớn thì mùa hai biên thì có nhiều, nhưng mà nắng mùa hai ngày thì nó chảy hết rồi. Nó chảy hết, độ dốc nó cao, nó tích trữ được. Thì bà con thường làm cái bể hoặc là nhà nước người ta xây những hồ treo để tích nước mưa lại. Thì khi mà nắng lâu ngày quá thì phải dùng những cái bể đó. Nhà này mới xây dựng xong rồi. À, trong kia cũng còn một cái nguồn nữa. Chúng ta sách trong kia ra nữa. Tận dụng mọi nguồn lực. Quê anh ở Hà Giang là ở chỗ nào anh? Em ở Yên Bái. Yên Bái à? Vâng. Xa anh? Vâng. Mọi người bên này nên bên chưa tham gia đủ ngày công bên kia nên là ít được gặp Long, nên mọi người chưa biết, nhiều người chưa biết, nhìn thấy rồi nhưng mà chưa kịp nói chuyện, đồng lắm không nói chuyện hết được. Bác này phải nói là một mình phải làm bằng ba người nhỉ, quá nhanh nhẹn. Mình làm thợ xây kia, có nhà họ làm, mình thuê, phải thuê những người mà làm nhanh, làm chẳng chả thuê nó làm. Bác này mà đi phụ xây thì tuyệt vời luôn. Thợ cái là không xây kịp, thừa vật liệu. Phải có một hộp đúng không? Lúc nào có một hộp đúng không? Nhà này nó đang ấy à, đang nghiền bột đá à, lấy bột đá vào trong này nghiền hay sao đây, nghiền nhỏ này để mấy đứa chát à, đây các bạn ạ, máy này máy nghiền mili, bột đá nó to thô này nghiền thành bột mịn này các bạn này, để mấy đứa chát cái loại này thì bóng lừ luôn, ngang kiểu đánh bóng luôn. Trên này thì đa phần là dùng bột đá nhiều chứ ít có cát lắm, cát thì khá là đắt. Trên này sắp đá hơn, ít sông suối. Mọi người cố gắng tranh thủ thời tiết nó dịu dịu rồi làm muộn một xíu, cho xuống đến khu vực ở dưới này một tí đi, để tranh thủ buổi sáng ngày mai nữa là xong. Cơ bản là còn có mười mấy người thiếu công rồi mà. Đấy, cố gắng bảo ban nhau làm cho buổi sáng ngày mai nữa là xong rồi các bạn ạ. Đấy, khi mà xong cái thì Long sẽ đi một vòng để gọi là thẩm định lại, kiểm tra lại xem cái chỗ nào cần gia cố cái thứ gì thêm không. Nói chung là đảm bảo sáng nay Long đi một vòng nó cũng tương đối rồi. Kiểm tra một hai ngày cho nó khô đi, chất lượng nó đảm bảo. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục cái kế hoạch tiếp theo, phương án như nào.
Cái màu. Có lẽ là video buổi chiều ngày hôm nay Long xin phép được dừng lại tại đây đấy. Ngày mai Long sẽ quay trở lại để cập nhật bà con làm cho nó tổng kết cái đoạn đầu tiên của giai đoạn 2 này. Cũng như là lên bên trên kia để tiếp tục cho anh em đổ dầm móng nhà của ba bà cháu Nhù Thà nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.